Về với Trung thu năm nay, các em thiếu niên nhi đồng chi đội đoàn kết sẽ mang đến cho quý vị những màn biểu diễn thật đẹp mắt và ấn tượng với tiết mục võ thuật truyền thống. Võ trưởng nhóm thì phải đai đen hoặc là đai gì khác như vậy bằng học sinh rồi đúng không? Giãn lùi về sau tí đi, Hưởng ơi. Anh múa à? Anh chụp đổi, sẽ chính rồi. Chiều múa à? Hưởng ơi. Chiều có co, chiều. Hưởng ơi. Chiều không múa à? Cho giãn hết. Chỉ mỗi đội một. Đấy là mỗi đội một tí. Với mỗi đội hình đồng đều trang phục đẹp mắt, khỏe khoắn, các em thiếu liên chi đội đoàn kết rất vui mừng và phấn khởi. Các em đang triển khai đội hình để biểu diễn tiết mục võ thuật của mình. Lý ơi. Nó phải là đai đen là đai rủ gì chi bằng học sinh à? Đấy phải là đai
để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, khỏe để học tập,